Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Như vậy, ngày 26 tháng 12 vừa qua, chúng ta vừa được cung cấp thêm những manh mối mới đầy hữu ích thông qua trailer dài 1 phút và key visual của Kunan Movie 27, ngôi sao 5 cánh triệu đô. Chúng tôi đã tổng hợp và phân tích teaser cách đây không lâu, nhưng nếu mọi người đang tò mò và muốn giải mã những chi tiết trong trailer mới, thì cùng phân tích luôn cho nóng nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Ten Anime nhé. Bắt đầu thôi nào! Đầu tiên chúng ta sẽ tập trung ánh mắt vào tấm poster mới này. Nó được đăng công khai cùng với trailer 60 giây. Trên hình là ba anh chồng quốc dân, Heiji, Conan và Kid. Hattori ở chính giữa cầm kiếm chém hai nhát tạo thành dấu X, chia đôi cụm từ thám tử và siêu trộm. Đương nhiên bên thám tử là Edogawa Conan, còn bên siêu trộm là Kaito Kid. Cả hai đều mang nét mặt đặc trưng thường thấy mỗi khi xuất hiện trong các tập phim. Trong khi Kid luôn nở nụ cười nham hiểm có vẻ tự tin thì Conan vẫn luôn như thế, có một chút gì đó đăm chiêu và suy ngẫm, đồng thời ra vẻ đã phát hiện ra điều gì đó. Background bên phần Conan có màu đỏ, còn bên Kid là màu xanh, đây là hai màu chủ đạo của hai thanh bảo kiếm. Ngoài ra, nếu để ý thấy những nhát chém kết hợp với thanh kiếm sẽ tạo ra hình ngôi sao 5 cánh theo kiểu vẽ phổ biến, đây là ký hiệu chủ đạo của toàn bộ bí ẩn trong movie lần này. Đó là những gì được thể hiện ở bức visual mới, vậy chúng ta thu được gì từ nó? Nếu trailer 30 giây cho thấy sự tập trung vào nhân vật Hattori Heiji, còn Conan phần nào đó hơi làm nền, thì nay ta có thể nhìn qua tấm poster này, chúng ta có thể thấy Conan không hề mất đi đất diễn, cậu sẽ đảm nhận phần suy luận nhiều hơn so với Heiji, còn bản thân nhân vật chính trong movie này sẽ lo liệu phần hành động nhiều hơn trí óc. Và dựa trên bố trí trên tấm poster, tớ mạn phép đưa ra một số dự đoán khá táo bạo rằng movie 27 sắp tới sẽ không hoàn toàn 100% là đối đầu giữa các thám tử và siêu trộm, mà họ sẽ về cùng một team, ít nhất là vào nửa sau của phim, khi cả ba đã xác định được kẻ thù chung. Thông thường nếu đối đầu căng thẳng, hai bên sẽ nhìn thẳng vào nhau, ai có kinh nghiệm về những tấm poster đều hiểu điều này. Còn ở đây Conan và Kid lại quay lưng vào nhau, cả hai cùng thể hiện một nét mặt như đã tìm ra chân tướng những bí ẩn. Từ đó tớ khá tự tin với phỏng đoán rằng những chàng trai tài hoa này sẽ kết hợp cùng nhau. Phân tích trailer. Đó là những thông tin có được từ bức key visual, xem ra hơi thiếu nhỉ, vậy thì phải phân tích trailer ngay xem thế nào nhé. Trước hết chúng ta cùng đến đoạn nội dung được công bố trên trang web chính thức của phim. Lần này, video trailer mới nhất đã được tung ra. Vào cuối thời Edo, một kẻ tấn công đã đột nhập vào phủ phó chỉ huy Shinsengumi, Toshizo Hijikata, người đang cầm một thanh kiếm có vành hình ngôi sao. Hijikata có thái độ kiên quyết, chờ sẵn kẻ thù. Và khi thanh kiếm Hoshirio đẫm máu được trình chiếu, khung cảnh chuyển sang thời hiện đại. Dù được biết đang nhắm đến Big Jewel, nhưng Kid lại ra thông báo đánh cắp thanh bảo kiếm. Conan ra sức điều tra ý đồ thực sự của Kid, trong khi đó Heiji quyết tâm ngăn chặn siêu trộm, tất cả báo hiệu một cuộc chiến tranh giành kho báu. Ngoài ra còn có một nhân vật bí ẩn đeo mặt nạ cáo cầm kiếm, Shoji Okita, Momiji và anh quản gia Mugo Iori, chắc chắn câu chuyện tình yêu sẽ không hề suôn sẻ. Ngay từ những giây đầu tiên của trailer, chúng ta thấy được rõ người mở đầu cho những bí ẩn về thứ kho báu được săn lùng trong phim, Toshizo Hijikata. Giới thiệu một chút, Toshizo Hijikata là một trong những thiên tài kiếm đạo, một người vô cùng mạnh mẽ, là phó chỉ huy của Shinsengumi, lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ trấn áp các tổ chức âm mưu lật đổ mặc phủ Tokugawa, mà trong đó đặc biệt là đội quân hoàng gia. Cho những ai chưa biết, thì vào thời điểm đó đáng lẽ quyền lực tối cao tại Nhật Bản phải do thiên hoàng nắm giữ. Nhưng thực chất mặc phủ lại kiểm soát tất cả trong suốt 250 năm, gây ra nhiều tác động lạc hậu, tiêu cực cho Nhật Bản. Đó là một trong những lý do quan trọng nhất khiến những người thuộc phe thiên hoàng và phe dân chúng muốn lật đổ mặc phủ. Từ đây mặc phủ lập nên một đội quân tinh nhuệ với mục tiêu dẹp loạn bất cứ kẻ nào chống đối. Đó là Shinsengumi, tiếng tăm về vị phó chỉ huy quái vật Toshizo Hijikata vàng xa từ đó. Trong trailer ta được thấy Hijikata đầy vẻ tự tin, đợi sẵn kẻ thù trong phòng riêng. Và khi quân triều đình tràn vào tấn công, Hijikata không ngần ngại đón tiếp. Trong phân cảnh này có một chi tiết chúng ta cần để ý, đó là nhân vật nào đó xuất hiện ở góc phải màn hình, cạnh Hijikata khi quân triều đình ập vào. Sau khi tìm hiểu, có một chuyện về Hijikata được kể như sau. Ngày 14 tháng 6 năm 1869, Hijikata triệu tập chàng thị đồng 16 tuổi Ichimura Tetsunosuke vào phòng riêng tại dinh thự của mình. Ở đó Hijikata ủy thác cho Ichimura nhiều kỳ vật, gồm có tuyệt mệnh thơ, bài thơ tử, hai tấm ảnh chân dung, một lọn tóc, hai thanh kiếm, cùng lá thư gửi cho nhà Sato. Có khả năng nhân vật lạ mặt kia là người tên Ichimura Tetsunosuke và anh ta vừa nhận những di vật do chính ta Hijikata trao lại. Trong câu chuyện kia có nhắc đến hai thanh kiếm, đó chính là hai thanh bảo kiếm được thể hiện trong phim. Tiếng Conan phát trong nền trailer là lời thắc mắc về việc Kid nhắm đến thanh kiếm mà không phải viên đá quý. Chi tiết này chưa thật sự rõ ràng, chúng ta có thể hiểu theo hai hướng. Một là Kid nhắm đến thanh bảo kiếm thay vì viên đá có tên là Big Jewel. Hai là Kid nhắm đến một thanh kiếm thay vì đá quý như thường lệ. Mỗi cách hiểu sẽ cho ra những suy đoán khác nhau. Chẳng hạn như nếu hiểu theo cách một, mục tiêu của Kid có thể vẫn là viên Big Jewel, nhưng cần có thanh kiếm để tìm ra manh mối, hoặc cần nó để mở một loại khóa nào đó đang cất giấu viên đá. Phỏng đoán này đã được tới đề cập trong video phân tích trailer 30 giây. Còn nếu theo hướng suy nghĩ thứ hai, câu chuyện sẽ trở nên mơ hồ hơn nhiều.
các mục tiêu dần mất tính cụ thể khi thắc mắc của Conan ở đây chỉ đơn giản là một câu hỏi khi mọi thứ không diễn ra theo thường lệ. Rằng đúng ra, Kit phải nhắm đến đá quý trang sức gì đó đắt tiền mới phải, nhờ đó mà có rất rất nhiều kịch bản có thể tưởng tượng ra. Ở video trước, mọi thông tin đều điều hướng cho chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng Heiji vì quá cay cú Kit cải trang Kazuha lần trước mà bây giờ điên cuồng tấn công tên siêu trộm. Nhưng đến trailer 60 giây này, nội dung của nó đã xác minh một điều rằng những phỏng đoán đó của tớ là sai bét. Hattori Heiji trong trailer này vừa đuổi theo Kit một cách quyết liệt, vừa hét lớn, ta sẽ không để ngươi đánh cắp kho báu dễ dàng như vậy đâu. Điều này chứng tỏ Heiji chạm trán Kit trong cảnh này, các nhân vật đã khám phá ra sự tồn tại của kho báu, hoặc ít nhất là tầm quan trọng của thanh bảo kiếm mà Hijikata truyền lại. Heiji đuổi theo và chủ động tấn công Kit một cách mạnh mẽ như vậy, không phải vì cay chuyện cũ với Kazuha, mà đơn giản vì máu công lý nổi lên, muốn ngăn cản tên trộm thực hiện vụ trộm cắp xấu xa của mình. Ngoài những hình ảnh chính được quan tâm, có một số hình ảnh được chiếu lướt qua trong trailer có liên quan đến nhau. Đó là một ông lão với câu nghi vấn, liệu đó có phải gợi ý dẫn đến kho báu? Có lẽ là ám chỉ hai thanh bảo kiếm. Một người lạ, có lẽ là nữ đeo mặt nạ cáo truyền thống của Nhật Bản, mặc quân phục và dùng kiếm. Cuối cùng là một ngôi đền khá cổ, ban đầu tớ chưa thể hiểu được mối liên hệ của những chi tiết này, tuy nhiên sau khi để ý kỹ một chút, tớ đã có phỏng đoán cho riêng mình. Ở phân cảnh Heiji đuổi theo Kit, có thể thấy Kit chỉ trộm đi một trong hai thanh bảo kiếm. Có khả năng Kit đã trộm được hai thanh nhưng bị Heiji giành lại một. Nhưng nếu Kit chỉ thật sự trộm một thanh trong tòa nhà đó thì sao? Trong các tập phim, không ít lần Kit bỏ qua hoặc chỉ trộm một phần của báu vật vì chúng là đồ giả. Chẳng hạn như lần Kit chỉ trộm đi một trong hai chiếc cao gót đính đá quý trong phi vụ thuật dịch chuyển tức thôi. Nên với một cặp bảo vật như vậy, việc Kit phát hiện một trong hai là giả rồi chỉ lấy đi một thanh kiếm là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu vậy, thanh kiếm thật còn lại sẽ nằm ở trong ngôi đền đó do ông lão nhận nhiệm vụ trông coi. Đó là lý do vì sao chúng ta có cảnh cả ba người Conan, Heiji và Kit đụng độ nhau tại khu vực giống như ở chỗ ngôi đền, vì Kit muốn trộm đủ cả hai thanh kiếm. Còn về nhân vật lạ mặt giống phụ nữ kia, tớ vẫn chưa ngẫm ra điều gì vì chưa có đủ thông tin. Bạn nào đã suy luận được thì giúp tớ với nhé. Trong trailer 30 giây công bố vào tháng 11, chúng ta thoáng thấy ký hiệu ngôi sao năm cánh có lẽ được vẽ bằng loại mực phát quang, hoặc đúng hơn là được in lên, trông khá là thuộc về thời hiện đại. Còn ở trailer 60 giây này, chúng ta được thấy ký hiệu ngôi sao năm cánh vẽ bằng máu, in trên tấm chiếu tatami, không khí giống như thời xưa. Kết hợp chi tiết này với câu chuyện về ngày Hijikata giao lại các món đồ cho Ichimura Tetsunosuke, tớ có suy đoán như sau. Rất có thể vào ngày hôm đó, Hijikata không chỉ giao lại những món đồ được kể, mà ông còn giao lại cho Ichimura một bí mật hoặc một thứ kho báu nào đó, ba chìa khóa dẫn đến nó có liên quan tới ký hiệu ngôi sao năm cánh. Sau này theo như tìm hiểu, cái chết của Ichimura không được xác nhận rõ ràng, nhưng vẫn có những lời kể lại rằng, sau cuộc duy tân minh trị, Ichimura không ở ẩn mà xung phong tham gia vào đội quân mới, tiếp tục chống lại triều đình Thiên Hoàng. Quá trình chiến đấu dẫn đến cái chết của ông. Như vậy, theo hướng thông tin này, có thể Ichimura đã bị đột kích mà chưa kịp giao lại bí mật năm xưa cho bất cứ ai. Ký hiệu ngôi sao năm cánh vẽ trên tấm chiếu tatami có thể là do chính tay Ichimura vẽ nhằm gợi ý về bí mật hay kho báu kia. Sự kiện này vô cùng quan trọng nếu kết hợp với một chi tiết được giới thiệu ở trước đó. Như đã đề cập ở video phân tích trước, Top Story trên trang web chính thức của phim có nhắc đến thương gia tử thần, chuyên kinh doanh vũ khí khắp châu Á, kẻ được cho là chủ mưu các vụ sát hại trong phim, đang truy lùng một thứ vũ khí hủy diệt được đồn đoán rằng có khả năng giúp Nhật Bản lật ngược tình thế trong Thế chiến thứ hai. Nếu đúng như vậy, tức là sức mạnh của nó có thể sánh ngang với hai quả bom nguyên tử từng được thả xuống Hiroshima và Nagasaki, bởi lẽ Nhật khi ấy chỉ đầu hàng quân đồng minh sau khi hứng chịu thứ sức mạnh hủy diệt tàn khốc đó. Phải chăng thứ vũ khí kia nếu được sử dụng vào cùng thời điểm, Nhật Bản sẽ thắng? Như vậy, vai trò của lời gợi ý ngôi sao năm cánh kia càng thêm sức nặng khi mọi thứ đang thể hiện rằng kho báu và thứ vũ khí mà thương gia tử thần đang truy lùng có liên quan đến nhau. Trong trailer có một đoạn hội thoại mới giữa Kit và Conan. Conan hỏi về lý do cho phi vụ lần này của Kit. Kit đáp lại rằng mình muốn biết thứ kho báu mà ông ấy theo đuổi thực sự là gì. Đáng chú ý ở đây chính là việc Kit nhắc đến ông ấy. Trong tập poster vẽ tay của tác giả Aoyama Gosho, ta được thấy Kit đang cầm một chiếc găng tay rất giống với găng tay của Kaito Kobu hay Kuroba Toichi. Vậy là khả năng cao, ông ấy ở đây Kit muốn ám chỉ đến bố mình. Rất có thể ông Toichi ngày trước đã phát hiện ra một bí mật về thứ kho báu kia, hoặc chỉ ít hiểu được chìa khóa dẫn đến kho báu ẩn sau ký hiệu ngôi sao kỳ lạ. Nhưng như cái cách mà Ichimura đem theo bí mật xuống mồ, ông Toichi không kịp để lại thông tin gì cho người kế vị, mà chỉ có thể gợi ý bằng hình vẽ ngôi sao năm cánh. Và giờ đây, khi Kit dần dần lần mò được đến Hakodate và thanh bảo kiếm do Hijikata để lại, cậu càng lúc càng quyết tâm hơn trong việc tìm cho ra chân tướng thứ mà bố mình mất công theo đuổi, hay hơi đắc hơn một chút vì nó mà ông Toichi mới biến mất. Nếu thật sự là như vậy, movie này sẽ rất đáng xem với những ai yêu thích tìm hiểu bí ẩn trong Conan hay Magic Kaito, vì rất rất nhiều thông tin hoặc gợi ý sẽ được cung cấp ngay trong movie, giải mã những bí ẩn tồn đọng, đặc biệt là về Kuroba Toichi, siêu trộm ánh trăng đệ nhất. Cuối cùng, chi tiết tớ muốn nói đến vẫn sẽ là màn lộ mặt của Kit. Tất nhiên sẽ không lộ mặt thật, nhưng tớ muốn bổ sung những gì chưa chia sẻ trong video trước.
Với những gì được thể hiện trong trailer, chắc chắn Kit chỉ còn cách che đi gương mặt thật trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó. Nhưng nếu đó là trường hợp người đầu kiếm với Heiji trên mái nhà thật sự là Kaito Kit? Tại sao tớ lại nói như vậy? Ai xem nhiều tập phim về Kit đều biết, dù Kit có thân thủ nhanh nhẹn thế nào, cũng không thể tin anh chàng này có thể rút kiếm ra, đỡ đòn của Heiji quen tay như vậy được. Thông thường siêu trộm 1412 sẽ dùng súng bắn lá bài của mình, họ sẽ nhảy ra để né tránh đòn tấn công, hay như một người bình thường thì sẽ đỡ đòn khi thanh kiếm còn trong vỏ. Nghi vấn ở điểm này khiến tớ chợt nghĩ đến một khả năng, rất có thể đó không phải là Kit thật, mà đó là Shoji Okita. Và khi Heiji chém bay chiếc kính, cậu bất ngờ khi phát hiện ra đó là đối thủ kiếm đạo của mình. Tớ chưa nghĩ ra được lý do vì sao Okita lại giả làm Kit nếu trường hợp này là thật, nhưng trong các tập phim, không ít lần người thường có thể cải trang thành Kit như người bạn trai của nữ diễn viên Julie trong movie 8 chẳng hạn. Nên việc Okita, người có ngoại hình giống với Kit, cải trang thành siêu trộm là hoàn toàn có thể. Còn lại trong trường hợp cũ, khả năng cao Kit sẽ cải trang thành Kazuha hoặc Okita để câu chút thời gian chạy trốn. Và đó là những phân tích của tớ sau khi xem trailer 60 giây mới nhất của Conan Movie 27, Ngôi sao 5 cánh triệu đô. Suy nghĩ của các bạn thế nào? Ai có phỏng đoán gì về nội dung phim không? Chia sẻ với nhau ở phần bình luận nhé! Nhớ like và đăng ký channel anime để không bỏ lỡ những video mới nhất nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Bye bye!